Chào lượng mình là Tàu X8, rất vui quay trở lại bạn trong video ngày hôm nay với chính thức của vòng đua Aisdo Kula. Vòng đua Kula lần 1 cũng chính thức bắt đầu, cùng với đó là vòng quay mèo. Quả thật vô cùng bất ngờ bởi cái có hai con mèo này nó ra mắt cách nhau quá sớm các bạn ạ. Bất ngờ với nhà Fingerfan. Còn mình cũng khá bất ngờ với tay chủ hạc là tay Phạm Vạn Đạt. Hắn đã nhảy sang server số 73 các bạn nhá. Đấy, và lần này có vẻ là càng ngày nhảy hắn càng khôn hơn mấy lần trước các bạn ạ. Đấy, khi mà quả con mèo này ác hiểm như thế mà hắn vẫn không một mèo, vẫn đủ kim cương để full mèo, chứng tỏ cũng gọi càng ngày càng biết chơi không các bạn. Cái lúc nào cũng full petal pass và siêu điện tức đúng không các bạn. Đấy, đội hình thì hiện nay thì tất nhiên S73 thì chúng ta chưa thể đòi hỏi nó có mắc pin được, nhưng các bạn nhìn thấy cũng khá ngon đó các bạn. Rồi, nói chung là cũng có lời khen khi mà sau bao nhiêu lần nhảy xe mờ và nhảy đến đâu để gọi nhảy đến đâu để lại người gọi là ngược lại của tiếng thơm nhá. Đấy, đến đây thì lần này có vẻ như là cái gì nhỉ, Phạm Văn Đạt đã khôn côn hơn rồi. Đấy, ok, Levi chả hiểu là cái gì. Đấy, biết tên thật của ông là Phạm Văn Đạt thôi. Chính là cái tay mà mình kể chuyện là gì, là petal pass để nâng giá ạc đấy. Đấy các bạn ạ. Rồi bây giờ khôn hơn nhiều rồi đúng không? Sao nhỉ? Thì ai chả thế, chả có một thời. Video clip này thì mình sẽ quay mèo các bạn nha. Vừa làm siêu lễ tức xong. Quên chưa vào nhận thưởng. Cũng giới thiệu với các bạn luôn là siêu lễ tức thì là 15 đô và chúng ta sẽ nhận được 200 kim cương trong vòng 30 ngày. 30 ngày kể từ ngày nào, không phân biệt đầu tháng, cuối tháng. Đấy, và sẽ được ăn các event nạp khác theo kèm các bạn nhé. Mình lấy ví dụ là trong này đang có event nạp tích lũy tổng của nó lên tới là 30k kim cương các bạn, đúng không các bạn? Các bốc cuối các bạn nhìn thấy rất là ngon này, có run đỏ mảnh vẫn đang ok đúng không? Đấy rồi, hôm nay sách vân vân, như đây 675 thôi, ăn mấy mốc đầu thôi. Nhưng nói thật với các bạn thì 30k tồn lắm, 15-16 triệu ít gì đâu. Nói các vật phẩm các bạn nhìn thấy Cula băng. Nói chung bên này các bạn thấy thật ra là như nhau nhỉ. Nếu như mà ca phẩy và con Metro nhé, nó cũng ra sớm như thế nhé, thì mình đảm bảo với các bạn là người ta sẽ rất bất ngờ và người ta sẽ rất là kêu ca với sự ra mắt sớm như thế của Cula băng. Nhưng vì thằng ca phẩy của con Metro nó ra mắt còn trước cả đấy rồi, nên thành ra là người ta đỡ kêu ca nhiều đấy. Đây là nhiệm vụ tuần, nó không work benefit là cái nhiệm vụ nhận hồn viện trợ miễn phí các bạn này. Mảnh nhá, ít thôi, từ trước mình bồi. Còn cái này mà gọi là nhiệm vụ tuần gọi này, không quan trọng lắm đúng không các bạn. Mảnh tư chất 14, mảnh tư chất 13. Trên này là mảnh tư chất 14 này. Đấy, ok. Đơn giản mà đúng không, mảnh thì hoàn thành thôi. Mình vào cái mảnh tư chất 14 là free mà. Chỉ nhảy event này thôi, event nó không quá quan trọng đúng không các bạn. Nhưng các bạn lưu ý nhá, là đừng quay bot ngày hôm nay nhá. Mình để ý từ xem vừa này là ông nào quay bot chưa. Nói là như vậy, tay Paradox này là không hiểu gì về thế cuộc à. Tay Queen Jinjama thì bạn mét Paradox kia thì chắc là không phải clone, còn bạn bên dưới thì không chắc. Đấy, thì nói chung là bạn không biết chơi. Vì hôm trước mình làm video review event thì mình có chú ý với các bạn rồi. Đó là vào ngày số 15, ngày từ ngày 15. Đấy, theo lịch dương ấy, là sẽ có event tiêu kim cương. Hôm nay thì mới là ngày 12, 13. Ngày 13 các bạn nhá. Thì hai hôm nữa thì chúng ta mới quay bot, hay cầu muốn làm gì là hai hôm nữa là thì sẽ được hưởng event tiêu kim cương nhanh cho nó vuông anh chị. Còn công quay bot là quay bot, mà công quay hùng vũ khí thì ông quay hùng vũ khí. Rồi 14.500 hên vãi, có 33k đây, 26k. Thôi nó bù trừ với nhau các bạn ạ, hơn 50k kim cương hiểu đấy, chỉ chọc phun mèo vãi thật trường, vãi thật. Thôi thật ra tay Phạm Vạn Đạt này hắn quay mèo lần nào mình thấy hắn hên luôn. Trước bây giờ mình thấy tay này không thắng nào không khoe mình. Hôm nào cũng khoe mình, anh ơi thằng này quay hên thế, mặt cười đều mình. Vì mình hay con mèo đen là tay này mấy anh là còn chơi kiểu là tao quay mèo hên luôn. Chẳng giờ vứt cho mình quay cũng vẫn đen. Tay này quay quả 25 kia là mình cười rồi, vì hắn thắng nào hên hắn. Ông hàng nào cũng inbox ông gửi mình cái gì, ông cũng inbox ông gửi mình khoe mèo hên, thỉnh thoảng nó quay bot hên nữa. Ok thôi, tạm thời thế là các bạn nhá, chia sẻ các anh em thì hên hết này, hên vãi à.